chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ngày 29 tháng 12 đồng loạt đưa 35 trạm thu phí không dừng vào hoạt động. Làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong ở Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn. Đề nghị Hà Giang cung cấp thông tin mã pì làng. Lào Cai triệt phá chuyên án mua bán hóa đơn VAT. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải và đơn vị cung cấp thu phí không dừng là Công ty Cổ phần Giao thông số 1 Việt Nam và Viettel đang hoàn thiện công tác nghiệm thu hệ thống cuối cùng, sẵn sàng chính thức đưa đồng loạt 35 trạm thu phí tự động không dừng E-Pass tại ba miền Bắc, Trung, Nam vào ngày 29 tháng 12 tới đây. Việc đưa 35 trạm thu phí không dừng vào hoạt động đã nâng tổng số lên gần 70 trạm trên cả nước vào hoạt động đúng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viettel sẽ triển khai đồng loạt E-Pass tại 35 trạm thu phí ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong số đó, 25 trạm Viettel thực hiện theo cam kết với Tổng cục Đường bộ và 10 trạm ngoài dự án là các trạm Viettel chủ động đàm phán và ký kết với các nhà đầu tư BOT. Theo ước tính, sử dụng hệ thống thu phí không dừng E-Pass, người tham gia giao thông giảm thời gian đi qua trạm thu phí khoảng 60 lần so với thu phí bằng cách soát vé thủ công. Khách hàng sử dụng dịch vụ E-Pass sẽ được trải nghiệm dịch vụ toàn trình trên nền tảng số, từ đăng ký dịch vụ, phục vụ gián thẻ, thanh toán và chăm sóc khách hàng. Để có thể đưa hệ thống đi vào hoạt động đồng nhất, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đã đưa những công nghệ hiện đại nhất theo tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới. Bên cạnh đó, khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông từ 40 ngân hàng, đặc biệt là giải pháp thanh toán trực tuyến khi kết nối với ngân hàng số Viettel Pay. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án giá vé đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Theo đó, vé được chia thành nhiều loại gồm vé tháng, vé ngày, vé lượt. Giá vé cũng theo đó mà có nhiều mức. Cụ thể, vé tháng có giá trị sử dụng 30 ngày, có giá 100.000 đồng một tháng, nhóm hành khách thuộc đối tượng ưu tiên, và 200.000 đồng một tháng, nhóm hành khách thường, và vé ngày là 30.000 đồng một vé, không hạn chế số lần sử dụng trong một ngày. Vé lượt tính theo chặng sử dụng dao động từ 8.000 đến 15.000 đồng một lượt tùy theo chặng. Hiện dự án đang trong giai đoạn chạy thử 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống, phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao. Quá trình chạy thử này phải tuân thủ đúng biểu đồ vận hành và chạy tàu khai thác thương mại với 287 lượt chạy tàu mỗi ngày, khung giờ cao điểm là 5 đến 6 phút một lượt, giờ bình thường 10 phút một lượt, bắt đầu vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Chúng ta đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2020 đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Chuẩn bị đón năm mới 2021 và Tết Tân Sửu, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu. Đồng thời có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết. Chỉ thị cũng nêu rõ sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịp lễ Tết cao điểm tăng giá cước vận tải ở mức cao bất hợp lý, các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn đến thị trường, giá cả. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cần thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, chống thất thu gian lận thuế. Việc sử dụng cây giống trôi nổi kém chất lượng đã dẫn đến những thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ngành chức năng Lâm Đồng đã hỗ trợ khuyến khích các đơn vị sản xuất kinh doanh cây giống công bố tiêu chuẩn và gắn nhãn mác trên từng lô hàng cây giống. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 340 cơ sở sản xuất giống rau hoa, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 7 tỷ cây giống, trong đó có 60 đơn vị đã công bố tiêu chuẩn cơ sở với năng lực sản xuất khoảng 280 triệu cây giống rau hoa. Tuy nhiên mới chỉ có 10% số lượng vườn ươm thực hiện công tác đóng gói, ghi nhãn hàng hóa sản phẩm cây giống theo quy định. Nguyên nhân là do các đơn vị sản xuất cây giống cũng như người sử dụng chưa thực sự chú trọng vấn đề này. Bên cạnh đó, hồ sơ pháp lý cấp nhãn hàng hóa còn nhiều thủ tục khiến doanh nghiệp ngại tiếp cận. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành chức năng Lâm Đồng tiếp tục hướng dẫn đơn giản hóa các thủ tục hành chính để hỗ trợ khuyến khích các cơ sở áp dụng quy trình này nhằm phát triển thương hiệu của mình và đảm bảo quyền lợi người sử dụng, tránh tình trạng trà trộn, giả danh của một số cây giống kém chất lượng gây thiệt hại về sản xuất và uy tín những đơn vị sản xuất cây giống chất lượng.
Trong năm 2020, mặc dù một số làng nghề gặp khó khăn, nhưng với cách làm sáng tạo gắn với nhu cầu thị trường, vì vậy nghề mộc mỹ nghệ ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vẫn phát triển. Xã Hòa Phong hiện có 7 trên 7 làng nghề mộc mỹ nghệ và dân dụng, với trên 1.000 hộ tham gia, tập trung nhiều nhất ở thôn Vân Dương, thôn Hòa Đam, Phúc Miếu. Năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các hộ làm nghề đã khắc phục bằng các giải pháp như nâng cao chất lượng, sáng tạo mẫu mã và tận dụng mạng xã hội để live stream trực tiếp trên Facebook, Zalo để bán hàng. Tôi làm thay đổi mẫu mã theo thị trường. Trước đây thì làm đơn giản hơn, bây giờ làm cầu kỳ các thứ, làm thêm chi tiết nhiều, công lâu hơn. Tôi thường đăng lên mạng và những cái hoạt động marketing. Như ngày xưa thì là chỉ hoạt động bán hàng trên truyền thống, là khách hàng đến cửa hàng mua, nhưng bây giờ trước cái tình hình dịch bệnh như thế thì là tôi thường bán online nhiều hơn. Từ tháng 8 năm nay, khi thị trường ổn định trở lại, các sản phẩm của làng nghề đã được tiêu thụ mạnh. Với bàn tay tài hoa sáng tạo của mình, các nghệ nhân của làng nghề đã tạo ra các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo tiêu thụ khắp cả nước và xuất khẩu sang các nước lân cận. Năm 2020, ước doanh thu từ nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong đạt gần 450 tỷ đồng tương đương năm trước. Các thợ chính có tay nghề có thu nhập khoảng 30 triệu đồng, thợ phụ đạt từ 8 triệu đến 12 triệu đồng một tháng. Đã phát triển bền vững, xã cũng đã coi như được tỉnh có chủ trương và coi như là đang xúc tiến cái việc lập cái quy hoạch, và tới đây là sẽ thu hồi đất với cái diện tích là 7,78 hecta để phục vụ cái làng nghề, cái cụm làng nghề tập trung. Xã cũng luôn coi như là tạo điều kiện, và cái thứ nhất là cái vốn để cho các hộ phát triển cái mộc mỹ nghệ, và cái thứ hai thì hiện chưa ra cái khu làng nghề tập trung được, thì tiếp tục thực hiện cái dự án về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong làng nghề. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, hiện làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong đang hối hả tất bật chạy đua cùng thời gian để đưa các sản phẩm đặc trưng phục vụ thị trường Tết. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tính đến quý 3 năm 2020, Hà Nội còn khoảng 11.081 bếp than tổ ong, sau khi đã loại bỏ được 43.411 bếp, giảm 79,66% so với năm 2017. Trong đó, quận Hoàn Kiếm và huyện Thạch Thất đã xóa bỏ hoàn toàn việc sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ. Số lượng viên than tổ ong tiêu thụ trong một ngày từ các xưởng sản xuất dưới 1.000 viên một ngày một xưởng, có nơi khoảng 500 viên một ngày. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, việc sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ phải chấm dứt hoàn toàn. Đến năm 2021, người dân thủ đô sẽ không còn khó thở bởi khói từ nhiều bếp than được đốt lên hàng ngày. Nhưng để đạt được điều đó rất cần sự chung tay, nỗ lực từ các cấp chính quyền và từ mỗi người dân. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 165.000 ca mắc ung thư mới và 115.000 bệnh nhân tử vong. Bên cạnh đó, khoảng hơn 300.000 người Việt Nam đang từng ngày đối mặt với căn bệnh ung thư. Mặc dù mạng lưới phòng chống ung thư đã phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước, nhưng việc tiếp cận và điều trị thì vẫn đang còn gặp nhiều thách thức. Điều trị ung thư đa chuyên khoa và cá thể hóa là xu hướng tất yếu hiện nay nhằm cải thiện, tăng cường hiệu quả và chất lượng chăm sóc điều trị. Việc xác định mục tiêu điều trị, xây dựng kế hoạch hội chẩn đa chuyên khoa, chọn lựa phác đồ chuẩn cũng như những vấn đề về tâm lý, xã hội, tinh thần của một bệnh nhân ung thư là vô cùng quan trọng, cần có sự tham gia của nhiều chuyên gia ở những lĩnh vực liên quan. Trong khi đó, theo thống kê của Tổng cục Dân số, tuổi thọ trung bình của người Việt tăng nhanh đạt 73,6 tuổi nhưng lại sống không khỏe. Số năm sống với bệnh tật ở cả hai giới trung bình vào khoảng 8 đến 11 năm, cao hơn nhiều so với các nước khác. Xung quanh việc thực hiện cải tạo công trình Panorama tại Mã Pì Lèng, Hà Giang, Cục Di sản Văn hóa vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cung cấp thông tin về việc cải tạo công trình Mã Pì Lèng Panorama đang được báo chí phản ánh là sau cải tạo lại bề thế hơn trước.
Theo lộ trình, các phi công cất cánh từ bản Si Thâu Trải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển và tiếp đất tại sân vận động thị trấn huyện Tam Đường, bản Si Thâu Trải, nằm trên đỉnh núi Pu Ta Leng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, được mệnh danh là nóc nhà thứ hai của Đông Dương với độ cao 3.049m, chỉ sau đỉnh Phan Xipang cao 3.143m. Giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng mở rộng diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần du lịch văn hóa Lai Châu lần thứ 2 năm 2020. Trong 3 ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 tại huyện Tam Đường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng mở rộng năm 2020 với sự tham dự của 63 phi công dù lượn và hàng nghìn du khách trong ngoài nước. Cục Di sản cũng lưu ý Hà Giang việc cải tạo công trình này cần phải thực hiện theo đúng ý kiến mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu tại công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 14 tháng 10 năm 2019 và theo phương án đã có sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Giỏi chuyên môn, nhiệt tình trong các phong trào chung và luôn quan tâm giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp là những lời nhận xét của nhiều giáo viên ở trường trung học cơ sở Quang Hưng, huyện Phù Cừ về cô giáo Trần Thị Nguyệt Hạnh, giáo viên môn ngữ văn và giáo dục công dân. Khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, cô giáo Trần Thị Nguyệt Hạnh từng được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng Sao tháng riêng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào. Với tình yêu dành cho nghề dạy học, trong suốt 18 năm gắn bó với các thế hệ học sinh trường Trung học cơ sở Quang Hưng, cô Hạnh đã không ngừng tìm tòi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để truyền cho học sinh tình yêu dành cho môn văn và thái độ sống đúng đắn. Mỗi giờ học của cô Hạnh luôn có sức hấp dẫn, lôi cuốn đặc biệt. Tiết dạy của cô Hạnh tạo cho mình cái cảm giác rất là hứng thú cho học tập, truyền đến những cái rất là tích cực, muốn nghe cô giảng thật là nhiều. Vì trong bài giảng của cô thì có những câu chuyện cô kể rất là ý nghĩa. Em rất là mong muốn đến giờ của cô để nghe những bài giảng hay của cô. Để dạy tốt một tiết học, đặc biệt là môn văn, thì việc đầu tiên thầy cô phải là người nắm chắc rất kỹ kiến thức, phải làm chủ kiến thức của mình. Thứ hai là thầy cô phải tìm tòi được các cái phương pháp, kỹ thuật phù hợp với mục tiêu của bài học đó, với đối tượng học sinh cũng như cơ sở vật chất của nhà trường. Và thứ ba là người thầy phải có một cái giọng nói truyền cảm hứng cho học sinh. Trong quá trình mà dạy thì giáo viên không chỉ là truyền kiến thức mà truyền cái ngọn lửa đam mê. Và cứ nhìn vào ánh mắt của học trò là có đủ động lực cho tôi mỗi một tiết dạy lên lớp, cố gắng hơn. Sự nỗ lực của cô Hạnh đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích như danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hai lần đạt giải nhì cấp tỉnh trong cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, nhiều năm trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, năm nào cũng có học sinh đoạt giải, trong đó có em Bùi Thị Ngọc Anh đạt giải nhất cấp tỉnh và giải khuyến khích quốc gia, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2020. Có được những đồng chí giáo viên như đồng chí Trần Thị Nguyệt Hạnh ở trường thì là bản thân chúng tôi rất là yên tâm và phong trào nhà trường là liên tục là phát triển vì là có những giáo viên chuyên môn vững vàng này, thế và luôn luôn quan tâm đến học sinh, thế rồi là giúp đỡ đồng nghiệp để cái phương pháp giảng dạy là ngày một tốt hơn. Những cố gắng của cô Hạnh đã góp phần đưa chất lượng giáo dục của trường Trung học cơ sở Quang Hưng luôn đứng trong top đầu của khối trung học cơ sở ở huyện Phù Cừ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thời gian qua, Hà Nội đã đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ người dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Các hình thức mới với nội dung số hóa như chuyển từ hình thức văn bản sang clip hoạt hình đang phát huy những kết quả tích cực. Theo Nghị định 155/2016 NĐ-CP, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định. Bản video clip cũng có giới thiệu và cũng hướng dẫn về việc là ví dụ như là phổ biến một số các cái quy định trong cái việc mà thứ nhất là quy tắc ứng xử nơi công cộng này hoặc là khi tham gia giao thông. Và cái có cái mới nhất là hiện giờ là đang có cái phòng chống dịch Covid. Ngoài ra thì còn có thêm các cái quy định về cái việc là kinh doanh về các cái nhà hàng cũng như là khách sạn hay là các quán bar. Khi vào trong thang máy thì có thể nhìn hình ảnh
thì có thể nắm bắt được những cái thông tin rất là tốt trong cái ứng xử với cộng đồng. Đây là những hình ảnh được chiếu bên trong thang máy chung cư 125 Hoàng Ngân với thời lượng 30 phút mỗi ngày vào nhiều khung giờ với nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định quản lý sử dụng nhà chung cư, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19. Và qua những clip trên thì tôi được biết những cái cầu thang chung ấy, hành lang chung ấy, thì những cái hành vi lấn chiếm thì là có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Cư dân cũng rất là thích thú, các cháu nhỏ cũng cảm thấy là thích thú vì nó là những cái hình ảnh của nó cũng đẹp mắt. Và về cái nội dung ấy thì họ cũng cảm thấy là nó có những cái sát sườn đối với người dân. Tuy nhiên là trong quá trình triển khai thì nó cũng còn một số những cái hạn chế của nó. Chẳng hạn như là clip của mình thì nó hơi dài. Sau gần một năm thực hiện, các video tuyên truyền pháp luật đã thu hút được sự chú ý của cư dân sống tại khu chung cư. Nội dung tuyên truyền gần gũi, thiết thực với đời sống hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, cần phải có điều chỉnh cho phù hợp. Lên nhân rộng mô hình này, nhưng trước khi nhân rộng mô hình này thì cũng lên phải cái video clip này thì cũng lên chia nhỏ để đảm bảo làm sao phát thanh tuyên truyền bằng cái hình ảnh này thì nó đảm bảo hơn. Trên các tòa nhà chung cư thì là nó có những nhóm Facebook và Zalo, thì nếu như mà ta chia nhỏ ra thì cái đó cũng có thể tuyên truyền được. Sau 5 ngày xét xử, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Liên Kết Việt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Sang bị hội đồng xét xử xác định là người chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của rất nhiều người. Tòa tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân. Các đồng phạm của Giang trong vụ án này bị tòa tuyên phạt các mức án từ 13 năm đến 18 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án sơ thẩm nêu rõ các bị cáo đã sử dụng những thủ đoạn gian dối trái pháp luật để lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp của công ty Liên Kết Việt nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao bằng chế độ trả thưởng và các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị cáo này đặt ra. Tổng cộng Lê Xuân Giang cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 68.000 người là trên 1.121 tỷ đồng. Đến nay đã xác định được 6.053 bị hại trong vụ án bị chiếm đoạt hơn 391 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử đã dành quyền khởi kiện cho các bị hại còn lại theo thủ tục tố tụng dân sự. Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện, sinh năm 1973, nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đức Mạnh để điều tra về các hành vi sai phạm. Trước đó ngày 9 tháng 12, khám xét trụ sở công ty này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết tài xế Nguyễn Anh Cường, 34 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, người chống đối cảnh sát giao thông, đã đến làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đối với lý do có chuyện không vui. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 12 tại đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, một tổ tuần tra kiểm soát giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Đà Lạt phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B09909 do tài xế Cường điều khiển đi lùi trên đường một chiều không đúng quy định. Kiểm tra nhanh, công an thành phố Đà Lạt phát hiện Cường nồng nặc mùi rượu bia, giấy tờ xe khách đã hết niên hạn. Sau khi được mời về làm việc, Cường vào trong xe khóa các cửa, có hành vi thách thức chống đối lực lượng chức năng khi liên tục gọi điện, nằm gác chân lên vô lăng, livestream, nói cười vui vẻ.
Thuyết phục không thành công, công an thành phố Đà Lạt đã phải dùng biện pháp phá khóa từ phía sau xe khách, khống chế Cường ra khỏi xe. Tuy nhiên, Cường liên tục vùng vằng chống đối, không cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, không ký biên bản và làm xét nghiệm ma túy trong nước tiểu. Do Cường có biểu hiện mất kiểm soát, hành vi không bình thường, lực lượng chức năng tạm thời bàn giao tài xế này cho người nhà và chủ xe khách giám sát tài xế để xử lý sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.